Cộng đồng mạng Thái Lan tâm phục khẩu phục khi chứng kiến sự phát triển phi thường của Việt Nam. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, Việt Nam chúng ta và Thái Lan từ lâu đã nổi tiếng với những màn kiện đầy thú vị giữa hai quốc gia láng giềng. Thế nhưng, không phải lúc nào cũng thế đâu các bạn. Đôi khi Việt Nam và nước bạn Thái Lan còn có những màn tương tác rất thú vị nữa đấy. Việt Nam hiện đang là cái tên khá nổi trên trường quốc tế vì sự phát triển thần kỳ và Thái Lan cũng chứng kiến được điều đó. Điều thú vị là cách mà người dân Thái Lan nhìn nhận sự phát triển này. Video hôm nay sẽ tiết lộ những suy nghĩ và phản ứng của người Thái về sự thay đổi kinh tế, hạ tầng và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ cùng khám phá những bình luận sôi nổi từ cộng đồng mạng Thái Lan và họ đã nói gì về Việt Nam. Hãy cùng theo dõi để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa hai quốc gia này và những ý kiến trái chiều đầy bất ngờ từ người dân Thái Lan nhé. Mới đây, trên kênh Thái PPS với 8,59 triệu người đăng ký đã cho đăng tải nội dung với tiêu đề Việt Nam là con hổ kinh tế mới sắp vượt Thái Lan trong tương lai. Ngay sau khi đăng tải bài viết này đã nhận được rất nhiều phản hồi từ cộng đồng mạng Thái Lan. Và sau đây chúng ta hãy cùng xem họ nói gì về người bạn Việt Nam ta nhé. Thế hệ người Việt mới tài năng thật, phải công nhận điều đó. Bây giờ tôi đang học thạc sĩ ở Úc, gần một nửa lớp là người Việt Nam. Tôi không chắc liệu chính phủ có hỗ trợ giáo dục hay gì không. Lúc đầu tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người Trung Quốc, nhưng hóa ra lại có rất nhiều người Việt Nam. Và mọi người đều giỏi về nó. Sau khi trò chuyện với bạn bè, hầu hết mọi người đều nói rằng sau khi tốt nghiệp sẽ trở về nước. Người Thái có thể cười nhạo Việt Nam, nhưng tôi đã nói đừng cười người hôm trước, hôm sau người cười. Tôi từng sống chung với những sinh viên Việt Nam này, họ thậm chí còn đi vệ sinh và mang theo sách giáo khoa. Bạn thực sự phải khâm phục con người Việt Nam, đã đưa đất nước tới quy mô này, các bạn thật tuyệt vời, kiên nhẫn, quyết đoán, học hỏi, phát triển và các bạn đều có nguồn tài nguyên quý giá nhất, đó là nhân lực. Siêng năng và luôn sẵn sàng học hỏi, rất mừng cho Việt Nam, nơi chúng ta có ngày hôm nay, hãy tiếp tục chiến đấu, tiếp tục chiến đấu. Lịch sử của họ đã trải qua những điều rất khó khăn, họ xứng đáng phát triển và Thái Lan không thể so sánh được. Người Việt Nam là những người rất kiên nhẫn và quyết đoán, ăn tiết kiệm, cũng giống như người Trung Quốc, quan trọng là có quyết tâm cao. Từ lâu tôi đã biết người Việt Nam chăm chỉ, cần cù và tốt bụng, biết những người di cư đến Thái Lan. Ở nhà, anh trồng đủ loại rau và trái cây đẹp mắt, người Việt Nam học giỏi, thông minh và đã trở thành bác sĩ, giáo viên. Các thương nhân và chính trị gia trong tỉnh đều là người Thái gốc Việt. Việt Nam có động lực để phát triển, nếu làm được thì Thái Lan xin chúc mừng trước. Người Việt Nam chăm chỉ, kiên nhẫn, tiết kiệm và rất yêu quý bạn bè. Chẳng hạn, nếu bạn mở một nhà hàng, họ sẽ giới thiệu nhau mua từ nguồn nào bán rẻ, họ giúp đỡ lẫn nhau. Tốt hơn hết là đừng sợ người khác. Đã bị vượt qua, Hà Nội và Hồ Chí Minh rất thịnh vượng. Thái Lan và Việt Nam sẽ cùng nhau phát triển, hỗ trợ và thúc đẩy. Tôi thích thái độ của người Việt, kiên quyết hơn người bạn láng giềng. Không thể ngờ được Việt Nam ta lại được anh bạn Thái Lan khen ngợi nước mũi như thế này, đúng không các bạn? Kinh tế Việt Nam và Thái Lan, hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á, luôn có những điểm chung và khác biệt đầy thú vị. Trong khi Thái Lan đã có nền kinh tế phát triển từ lâu, Việt Nam lại là một ngôi sao đang lên với sự bứt phá mạnh mẽ trong những năm gần đây. Dù hay khịa nhau trên các diễn đàn, nhưng cả hai quốc gia đều có sự ngưỡng mộ và học hỏi lẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Thái Lan, với vị thế là một trong những nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong các lĩnh vực như du lịch, nông nghiệp và công nghiệp. Nền kinh tế Thái Lan bắt đầu bùng nổ từ những năm 1980 và năm 1990 nhờ vào chính sách mở cửa và cải cách kinh tế. Ngành du lịch với những điểm đến nổi tiếng như Bangkok, Phuket và Chiang Mai đã đóng góp lớn vào GDP của nước này. Thái Lan cũng là nhà xuất khẩu hàng đầu các sản phẩm nông nghiệp như gạo, cao su và hoa quả nhiệt đới. Ngành công nghiệp ô tô điện tử của Thái Lan cũng rất phát triển, biến nước này trở thành một trung tâm sản xuất và xuất khẩu hàng đầu khu vực. Thái Lan đã thành công trong việc thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt từ các công ty Nhật Bản, nhờ vào môi trường kinh doanh thuận lợi và lực lượng lao động tay nghề cao. Việt Nam, với xuất phát điểm thấp hơn, đã có những bước tiến ngoạn mục trong vài thập kỷ gần đây. Sau đổi mới vào năm 1986, Việt Nam đã chuyển từ nền kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự chuyển đổi này đã mở ra nhiều cơ hội mới và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. Ngành dệt may và giày dép của Việt Nam hiện nay là một trong những ngành xuất khẩu lớn nhất thế giới. Ngoài ra, ngành công nghệ thông tin và điện tử cũng đang phát triển mạnh mẽ, với nhiều tập đoàn lớn như Samsung, Intel và LG đầu tư vào các khu công nghiệp ở Việt Nam. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới, với các sản phẩm nổi bật như cá tra, tôm và mực. Thái Lan có GDP cao hơn Việt Nam, nhưng tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong những năm gần đây luôn ở mức ấn tượng, thường trên 6-7% mỗi năm, trong khi Thái Lan dao động quanh mức 3-4%.
cả hai quốc gia đều thu hút đầu tư nước ngoài mạnh mẽ. Tuy nhiên, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn hơn nhờ vào chi phí lao động thấp và chính sách ưu đãi đầu tư. Các tập đoàn công nghệ lớn đã cho Việt Nam là nơi đặt nhà máy sản xuất, tạo ra hàng triệu việc làm và góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Thái Lan có cơ sở hạ tầng phát triển hơn với hệ thống đường bộ, đường sắt và sân bay hiện đại. Việt Nam đang nỗ lực nâng cấp cơ sở hạ tầng của mình với nhiều dự án đường cao tốc, sân bay và cảng biển đang được triển khai. Thái Lan là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu thế giới, trong khi du lịch Việt Nam cũng đang phát triển mạnh mẽ với nhiều di sản văn hóa và thiên nhiên hấp dẫn. Dù đôi khi hay khịa nhau trên các diễn đàn mạng, người Thái Lan thực sự có sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu kinh tế của Việt Nam. Nhiều người Thái Lan đã bày tỏ sự ấn tượng với tốc độ phát triển nhanh chóng của Việt Nam, nhất là khi nước ta mới chỉ hội nhập kinh tế toàn cầu trong vài thập kỷ gần đây. Sự kiên trì, sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp của người Việt Nam được người Thái đánh giá cao. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều người Thái Lan đã chia sẻ rằng họ cảm thấy khâm phục khi chứng kiến Việt Nam vượt qua nhiều thách thức để đạt được những thành tựu hiện tại. Họ cũng nhận ra rằng sự phát triển của Việt Nam không chỉ mang lại lợi ích cho nước này, mà còn góp phần tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh và thúc đẩy sự phát triển chung của khu vực Đông Nam Á. Một số bình luận từ cộng đồng mạng Thái Lan nhấn mạnh rằng họ mong muốn học hỏi từ cách mà Việt Nam đã thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn. Họ cũng bày tỏ rằng hai quốc gia sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển kinh tế. Việt Nam và Thái Lan, dù có những khác biệt về văn hóa, lịch sử và mô hình phát triển kinh tế, đều có những điểm mạnh riêng và cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Sự cạnh tranh và hợp tác giữa hai quốc gia không chỉ thúc đẩy sự tiến bộ của mỗi nước mà còn đóng góp vào sự ổn định và thịnh vượng của khu vực Đông Nam Á. Việt Nam đã chứng tỏ mình là một ngôi sao đang lên với sự phát triển kinh tế ấn tượng và tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ. Trong khi đó, thì Thái Lan vẫn giữ vững vị thế là một nền kinh tế hàng đầu khu vực với những ngành công nghiệp và du lịch phát triển mạnh mẽ. Sự ngưỡng mộ và học hỏi lẫn nhau giữa người dân hai nước chính là động lực quan trọng giúp cả hai quốc gia tiếp tục tiến xa hơn trên con đường phát triển. Hãy cùng nhau nhìn về tương lai, nơi mà Việt Nam và Thái Lan không chỉ là đối thủ cạnh tranh, mà còn là những đối tác chiến lược, cùng nhau vượt qua thách thức và tận dụng cơ hội để phát triển. Qua đó, cả hai quốc gia đều sẽ gặt hái được những thành công mới, mang lại lợi ích cho người dân và góp phần vào sự phồn vinh của khu vực Đông Nam Á. Qua đây, chúng ta thấy rõ sự phát triển và những điểm mạnh của cả Việt Nam và Thái Lan. Hai quốc gia láng giềng luôn song hành cùng nhau trong quá trình hội nhập kinh tế. Sự cạnh tranh lành mạnh và tinh thần học hỏi lẫn nhau đã giúp cả hai đất nước không ngừng vươn lên, mang lại nhiều lợi ích cho khu vực Đông Nam Á. Và nếu bạn thấy video này thú vị và hữu ích, hãy nhấn like để ủng hộ kênh, share để chia sẻ thông tin này đến nhiều người hơn và subscribe để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra video mới nhé! Chúng mình rất mong nhận được ý kiến và đề xuất của các bạn về những chủ đề mà các bạn muốn chúng mình khám phá trong những video tới. Sự đóng góp của các bạn là động lực lớn để chúng mình tiếp tục cải thiện và mang đến nội dung chất lượng hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.